Tô Chủ tịch sẽ ra tay sắp gọn lại bộ máy đảng của Tổng Trọng như thế nào. Kể từ năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành Thủ tướng Chính phủ liên tiếp hai nhiệm kỳ, từ năm 2006 tới đến năm 2015. Với chủ trương tăng quyền lực cho chính phủ, khi đó ông Bà Dũng đã cho giải thể Ban Nội chính Trung ương. Điều này nhằm giảm sự lãnh đạo của Đảng đối với chính phủ nói riêng và hệ thống chính trị của nhà nước Việt Nam nói chung trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, đến năm 2013, sau 2 năm nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho khôi phục lại Ban Nội chính Trung ương, đồng thời biến ban này thành đầu mối để Tổng Trọng có thể can thiệp vào công tác phòng chống tham nhũng của chính phủ. Lúc đó do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đứng đầu. Đây là một tính toán rất sai lầm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phải chua chát bộc lộ sự phản kháng yếu ớt trong phiên họp của Bộ Chính trị để xem xét việc kỷ luật phế truất chức Chủ tịch Quốc hội đối với ông. Cụ thể, trong cuộc họp của Bộ Chính trị vào ngày 18 tháng 4, ông Huệ được cho rằng đã phát biểu như sau. Chính các đồng chí đang ngồi trên pháp luật, khi đất nước có hiến pháp, có các bộ luật, như ngày 1 tháng 2 năm 2013, đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Các đồng chí không lấy hiến pháp làm kim chỉ nam, mà thực hiện theo cảm tính yêu ghét, biến cơ quan tố tụng thành nơi mua bán công lý. Bắt bớ, kết án tùy tiện, không dựa vào chứng cứ khoa học, mà theo lời khai đã được sắp xếp cho có kịch bản, nhằm làm hại người vô tội. Tôi hỏi các đồng chí có đất nước nào trên thế giới theo chủ nghĩa xã hội mà áp dụng luật rừng như chúng ta hay không? Chúng ta đang tạo ra một nhà tù dự bị cho chính chúng ta và con cháu chúng ta. Tục ngữ Việt Nam có câu, con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương, con người sắp chết thì nói lời phải. Những lời phát biểu kể trên của ông Huệ đã cho thấy đây là những sai lầm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tham vọng quyền lực của cá nhân, đã sử dụng các quy chế, quy định do Tổng Bí thư tự đặt ra, bất chấp các quy định của hiến pháp và pháp luật cũng như hệ thống tư pháp của nhà nước Việt Nam. Đó là lý do tại sao công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng sau Đại hội 12 đã thất bại hoàn toàn. Chỉ sau hơn 3 năm, đã có 21 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 7 trên tổng số 18 ủy viên Bộ Chính trị đã bị xử lý kỷ luật và mất chức. Trong thời gian gần đây, với nhiều lý do khác nhau, Chủ tịch nước, Đại tướng, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã giành được quyền lực cao nhất trong Đảng và đã trở thành nhạc trưởng mới, đã tạo ra những hy vọng về một hệ thống nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để thay thế cho lề lối quản lý theo phái đức trị của ông Tổng Trọng có nguồn gốc từ nhà nước phong kiến trước đây. Mới nhất, ông Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Tòa án Nhân dân tối cao vào ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội được truyền thông nhà nước đưa tin, Chủ tịch Tô Lâm đã đưa ra chỉ thị phải tập trung xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, pháp quyền góp phần xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân và vì dân. Theo giới quan sát, đây là tín hiệu đáng lạc quan về việc nhà nước Việt Nam sẽ tiếp theo xây dựng theo hướng hoàn chỉnh một nhà nước pháp quyền, dẫu vẫn còn cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Đây sẽ là tiền đề để ông Chủ tịch Tô Lâm tiếp tục cải tổ hệ thống chính trị của Việt Nam, dập khuôn theo mô hình chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc để làm gọn nhẹ hệ thống tổ chức. Trước tiên sẽ là việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước giống như ông Tập Cận Bình đã làm ở Trung Quốc. Đồng thời, ông Tô Lâm sẽ phát huy vai trò của cơ quan chính phủ như thời kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây, nhưng vẫn đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Công luận và giới quan sát hy vọng ông Tô Lâm sẽ trở thành lãnh đạo quyền lực cao nhất và mở ra một chương mới cho việc giảm bớt vai trò lãnh đạo của hệ thống Đảng. Tuy nhiên, bản thân ông Tô Lâm đã phạm rất nhiều sai lầm trong quá khứ, khi ông liên tục vi phạm hệ thống pháp luật, không phải chỉ ở Việt Nam mà quốc tế, với việc đi bắt cóc công dân ở nước ngoài. Vậy nên chưa biết ông nói có giống ông làm hay không. Đây là một điểm nghẽn đã dẫn đến tình trạng tiêu tốn ngân sách nhà nước một cách vô ý. Ngân sách đó có thể phục vụ cho các chính sách an sinh xã hội cho đông đảo dân chúng, khi Việt Nam hiện nay vẫn có hệ thống song trùng, đó là Đảng và chính phủ rất cồng kềnh và tốn kém. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de. Quý vị hãy bấm YouTube và Facebook của Thời báo.de để được chia sẻ những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa. Tô Chủ tịch có nhiều biểu hiện trái ý Bắc Kinh, sự thật hay đóng kịch để che mắt?
chính quyền Việt Nam đã có những bằng chứng cho thấy các phe cánh trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất hơn trước đây vì mục tiêu khôi phục sự ổn định của Đảng. Có những đồn đoán cho rằng đây là kết quả của sự dàn xếp từ ban lãnh đạo Bắc Kinh đối với ban lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc Chủ tịch nước Tô Lâm là người có khả năng cao nhất lên thay thế Tổng Trọng dường như ngày càng khó hiểu. Có nhiều biểu hiện cho thấy Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm vẫn tiếp tục sử dụng quyền điều tra của mình để tấn công phe Nghệ Tĩnh, vốn là chỗ dựa vững chắc của Tổng Trọng. Mới đây nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo giới thạo tin, ông Dũng có mối quan hệ rất đặc biệt và gắn bó với ông Vương Đình Huệ. Khi ông Huệ rời chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, thì người thay thế là ông Đinh Tiến Dũng. Và trước đó, khi ông Huệ rời chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì ông Dũng cũng là người kế nhiệm thay cho ông Huệ ở chức vụ này. Ngoài ra, một nhân vật khác cũng bị đề nghị xem xét kỷ luật sau kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương. Ông Yên bị đề nghị kỷ luật với lý do có nhiều vi phạm về đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương. Được biết, ông Yên từng là Phó Chánh văn phòng của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương, đồng thời là một nhân vật thân cận với ông Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội chính Trung ương. Hơn thế nữa, dù ông Tô Lâm bị cáo buộc là nhân vật được ban lãnh đạo Bắc Kinh lựa chọn sẽ thay thế cho chức vụ Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu, nhưng ông Tô Lâm đã có những biểu hiện tỏ ra cứng rắn với Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông. Theo đó, Chủ tịch Tô Lâm vào hôm 11 tháng 6 đã nói với Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, ông Hùng Ba rằng tranh chấp trên biển cần được giải quyết tốt hơn và lợi ích của mỗi nước quốc gia cần được tôn trọng. Trước đó, vào ngày 6 tháng 6 cùng ngày, Quốc hội phê chuẩn cho ông Lương Tâm Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Bất ngờ, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động của tàu Hải Dương 26 đang khảo sát trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Vịnh Bắc Bộ. Ngược lại, vào ngày 13 tháng 6, Chủ tịch Tô Lâm trong buổi tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương giữa hai nước. Theo đó, Chủ tịch Tô Lâm được báo chí nhà nước dẫn lời đã khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả. Theo giới quan sát, bước đầu có nhiều biểu hiện cho thấy lời nói của ông Đại tướng Tô Lâm không đi đôi với việc làm. Nhưng cũng có nhiều ý kiến tỏ ra bênh vực Chủ tịch Tô Lâm khi cho rằng đó là các phát biểu mang tính ngoại giao, nên cần phải hiểu nói vậy nhưng không phải sẽ làm như vậy là điều dễ hiểu. Theo giới thạo tin, trước đây ông Tô Lâm được nhận xét là một lãnh đạo có khả năng ngoại giao tốt. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là cố vấn an ninh tôn giáo cho cựu Thủ tướng Ba Dũng từng nhận xét với ông Tô Lâm khi đó là thư ký riêng cho tướng Hưởng như sau: nếu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng giành được ghế Tổng Bí thư thì Tô Lâm có khả năng trở thành lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Cũng xin nhắc lại, theo giới phân tích, một khả năng cao Trung Quốc đã dàn xếp để các phe cánh trong Đảng Cộng sản Việt Nam bắt tay nhau thống nhất đưa Chủ tịch Tô Lâm lên cương vị lãnh đạo tối cao theo chủ trương nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đổi lại, các phe cánh trong Đảng phải đoàn kết lại, không được trả thù giữa các bên trong Đảng để cùng thắng. Nhưng rõ ràng có nhiều chỉ dấu cho thấy Chủ tịch nước Tô Lâm đã trái ý với ban lãnh đạo Bắc Kinh. Điều đó có liên quan gì tới gần đây Trung Quốc đang gia tăng sức ép với Việt Nam bằng chiến thuật vùng xám để khẳng định yêu sách chủ quyền của họ trên Biển Đông trong thời gian gần đây? Những điều kể trên là sự thật hay chỉ là màn kịch dập toa giữa Tô Chủ tịch và lãnh đạo Bắc Kinh để che mắt và đánh lạc hướng thiên hạ thì đang là một câu hỏi đặt ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Chủ tịch có biểu hiện trái ý Bắc Kinh, sự thật hay đóng kịch để che mắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.